Bạn nên nhớ rằng yêu là có hai kiểu. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để ra nhiều kiểu. Một là yêu thật lòng. Bạn yêu một ai đó, bạn muốn người đó là người yêu mình. Hai là yêu để vui vẻ. Thì các bạn có thể thấy rằng là để yêu vui vẻ thì có nhiều cách tán lắm. Làm sao để có thể yêu được thật lòng? Tại sao phải cung phụng này nọ? Chẳng giải quyết được vấn đề gì. Người phụ nữ đó sẽ chẳng nhận ra cái tình yêu của bạn, mà chỉ cảm thấy là bạn là một người rất chi là lụy tình, kiểu như đi xin xỏ người ta cái gì ấy. Yêu thật lòng để dành được tình cảm. Các bạn cứ nghĩ rằng là chỉ cần nói với người đấy là ui anh yêu em, người đó bảo là em bây giờ cũng muốn chơi game với anh, mình vào đây chơi game rồi đi, người đó vào feed 10 mạng 20 mạng chết, xong rồi cười sao không được rồi, cái game này chán quá không chơi nữa đâu. Bạn vẫn phải không sao đâu, cứ đánh tiếp với anh này nọ, chẳng thấy có được vấn đề gì cả. Anh chơi game em có thể chơi, em có thể không thể chơi, đó là niềm đam mê của anh. Em không thích cũng như anh không thích đi shopping, vậy thôi. Đâu có thể hai người cùng chung hết sở thích với nhau đâu. Nếu như mà cùng chung hết sở thích với nhau thì anh với em đã lên phim Hàn Quốc phải không? Mình chia tay đi anh. Chia tay vì lý do gì em? Anh không quan tâm đến em gì cả. Em muốn đi chơi một tí mà anh không. Tối nay anh có rảnh không? Tối nay rảnh làm gì em? Thì rảnh thì anh thích làm gì? Tối nay anh bận rồi. Mai thứ bảy chủ nhật nhưng mà cũng bận. Tối nay anh có một chút chuyện với anh em trong đội của anh ấy mà. Suốt ngày anh em tối nào cũng anh em đi chơi thì không đi chơi với em. Hai đứa chăm lo cho nhau, lo cho cái tương lai tốt thì em nghĩ nào?